Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc thăm tặng quà nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đoàn xã Chân Né tổ chức lễ ra quân, hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2021. Chi hội phụ nữ thôn 9 xã E Ngai nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội gắn với hoạt động mô hình, vận động quỹ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Tân Lập. Nông dân Phan Đình Quang đầu tư phát triển bền vững đa cây trồng. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 21 tháng 6, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm chúc mừng và tặng quà cho Đài Truyền thanh Truyền hình huyện nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đến thăm và chúc mừng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam có đồng chí A Du Nở Hương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Krông Búc. Tại cơ quan Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Krông Búc, thay mặt huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc, đồng chí A Du Nở Hương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Krông Búc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đơn vị và tin tưởng rằng trong thời gian đến, cơ quan truyền thông của huyện sẽ phát huy hơn nữa thế mạnh sẵn có của mình, đa dạng hóa các chương trình, phục vụ tốt nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân, để Đài Truyền thanh Truyền hình huyện thực sự là tiếng nói của Đảng, diễn đàn tin cậy của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Nguyễn Huy Toàn, Phó trưởng đài phụ trách cũng đã gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Krông Búc, tạo điều kiện để tập thể Đài Truyền thanh Truyền hình huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cũng nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búc, Viettel Krông Búc và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã gửi những lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Cùng với sự phát triển chung của địa phương, các đồng chí cũng mong muốn rằng Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Sáng ngày 20 tháng 6, đoàn xã Chân Né đã tổ chức ra quân hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2021. Thực hiện chương trình thanh niên xung kích tình nguyện, đoàn xã Chân Né đã phát động đông đảo đoàn viên thanh niên cùng tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2021. Nhiều hoạt động hè sẽ được tổ chức như chiến dịch hoa phượng đỏ, chiến dịch hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng, tặng 5.000 khẩu trang y tế và 12 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ngay sau buổi lễ, hơn 50 đoàn viên đã cùng tham gia trồng 150 cây xà cừ ngay tại thôn 6 xã Chân Né. Với phương châm, mỗi đoàn viên thanh niên trồng một cây xanh, mỗi chi đoàn thôn buôn đảm nhiệm một công trình chăm sóc cây xanh. Các đoàn viên thanh niên xã Chân Né đã rất nhiệt tình, cùng hăng say trồng cây, với mong muốn cùng phủ xanh đất trống tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai rộng khắp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người tham gia. Tại xã Tân Lập đã có hơn 70 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang dần trở thành bạn đồng hành tin cậy của người dân. Bà Lê Thị Tiến, đại lý bảo hiểm xã hội tại xã Tân Lập cho biết, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại xã đạt khá cao. Gần đây, nhiều người dân đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm. Mức đóng vừa phải, linh hoạt nên phù hợp với nhu cầu của người nông dân. Có thể nâng mức đóng phí hoặc giảm mức đóng phí tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Được biết, gia đình chị Nguyễn Thị Thu, trú tại thôn 1 xã Tân Lập, có cả vợ và chồng cùng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng của các gia đình dao động từ 154.000 đồng một tháng đến 425.000 đồng một tháng. Hình thức đóng được gia đình chủ động đóng tiền theo quý hoặc nửa năm. Chị Thu cho biết, vừa làm kinh tế, một phần để đầu tư, một phần để tích lũy, khi về già có thêm thu nhập. Cô tham gia bảo hiểm được 2 năm rồi. Cô thấy chương trình bảo hiểm này góp phần thiết thực cho mỗi người dân sau này về tuổi già. Khi mình không có sức lao động thì mình có thể có một khoản thu nhập đáng kể cho người già.
Được biết Bảo hiểm xã hội huyện Cư Rông Búc trực tiếp về tận các thôn buôn để tuyên truyền vận động nông dân tham gia. Qua các buổi tập huấn cũng như tuyên truyền, hầu hết hội viên nông dân đã nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi có mua một cái bảo hiểm tự nguyện, hiện tại là giờ đã đóng được gần 3 năm rồi. Tôi đóng 100 là 200, một tháng là 205.000. Thì tôi thật rất có tiền lợi, nên chúng ta ai có nhu cầu thì cứ tham gia bảo hiểm tự nguyện được rất là tốt cho gia đình với mọi người. Sau này về già có thêm thu nhập. Thì trong thời gian vừa qua thì được tất cả các cái thông tin đại chúng là tuyên truyền rất rộng rãi ở trên thông tin đại chúng, và cũng như các cái đại lý, các cái tư vấn viên đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Thì hiện tại bây giờ thì đối với bảo hiểm y tế là người dân cũng nhận thức được là mỗi một khi bị đau đi nằm viện thì được có quyền lợi hưởng rất chi là cao, cho nên là toàn bộ dân ở xã Tân Lập đây cũng tham gia được gần là 90%. Còn cái bảo hiểm tự nguyện thì khi nghe được là thông tin đại chúng và cũng như có những bảo hiểm xã hội rồi bảo hiểm ở bưu điện là về là hội thảo toàn dân, cho nên là mọi người nhận thức cũng rất là cao, là coi như có những người là đóng bảo hiểm tự nguyện 5 năm một lần, và đa số là được hưởng theo cái chế độ hiện hành của nhà nước. Có thể thấy rằng bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân khi tuổi cao, sức lao động suy giảm, thì chế độ bảo hiểm xã hội trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân, đảm bảo chế độ an sinh xã hội khi tuổi về già. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung Chi hội Phụ nữ Thôn 9 xã E Ngai nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội gắn với hoạt động mô hình vận động quỹ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Chi hội Phụ nữ Thôn 9 xã E Ngai có trên 90 hội viên đang sinh hoạt. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên việc sinh hoạt của chi hội có nhiều ảnh hưởng. Vì vậy, Ban chấp hành chi hội đã tiến hành thực hiện việc sinh hoạt theo tổ để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Những năm qua, chi hội luôn bám sát nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã đề ra, tích cực triển khai cho chị em hội viên tham gia thực hiện nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động và ba nhiệm vụ trọng tâm của hội. Trong đó, chi hội đã đặc biệt chú trọng trong thực hiện nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Bên cạnh hoạt động phong trào khác, hội đã vận động thành lập tổ tín dụng tiết kiệm với 14 hội viên ban đầu. Hàng tháng, mỗi thành viên tiết kiệm từ 10.000 đến 20.000 đồng để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vay vốn, phát triển sản xuất. Đến nay, chi hội đã có 2 tổ tiết kiệm với 74 thành viên tham gia. Số tiền tiết kiệm mỗi chị em hàng tháng tăng lên là 50.000 đồng trên một người. Hiện nay, tổng số vốn của 2 tổ là 140 triệu đồng. Qua đó đã tạo điều kiện giúp cho nhiều chị em hội viên vay vốn xoay vòng để đầu tư vào chăn nuôi, chăm sóc cà phê và các loại cây trồng, góp phần tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Là cái câu lạc bộ mà phụ nữ gặp thì sinh hoạt là mục đích là tiết kiệm xây dựng để mà chị em giúp đỡ nhau. Từ cái năm đầu tiên mỗi chị em chỉ góp 20.000 rồi 10.000 rồi ai có bao nhiêu từ giá, cái sau đó một thời gian là phát triển đến 50.000. Tổ ngoài thì họ sinh hoạt theo là quý 3 tháng họ mới họp một lần, thì cái tiền đó thì họ đóng vào một quý một. Còn như cái tổ mà tổ trong 34 người đấy thì lại sinh hoạt theo hàng tháng, cứ một tháng là có quy định là chị em là tối thiểu là phải được 50.000. Bên cạnh đó, Chi hội Phụ nữ Thôn 9 xã E Ngai cũng đã thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Chi hội còn phối hợp với ban tự quản, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn vận động hội viên bà con hiến đất hoa màu và các công trình trên đất để làm 2 tuyến đường giao thông nông thôn. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt của tổ tín dụng gắn với sinh hoạt hội, nhận thức của chị em ngày càng được nâng cao, chị em ngày càng đoàn kết gắn bó với nhau. Hàng năm, chi hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân các cấp phát động, trong những năm qua, gia đình anh Bùi Xuân Sáng và chị Nguyễn Thị Thảo canh tác nông nghiệp tại thôn Nam Trung, xã Chư Bô đã mạnh dạn chuyển đổi nhiều loại cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến thăm mô hình trồng sầu riêng của anh chị Sáng Thảo tại thôn Nam Trung, xã Chư Bô,
cùng với cán bộ thôn trong lúc anh chị đang bón phân tưới nước cho các loại cây trồng. Hiện nay vườn sầu riêng của anh chị đang vào năm sinh trưởng thứ 8. Với lượng quả nhiều, phân bổ đều đẹp, dàn lá khỏe, tươi xanh. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thảo cho biết, nhận thấy 1,8 hectare cà phê đã già cỗi, đạt năng suất thấp, nên gia đình mạnh dạn chuyển dịch dần cơ cấu cây trồng, bắt đầu là thực hiện việc trồng xen 300 cây sầu riêng tại các ngã tư. Nhờ chăm bón đúng quy trình và đặc tính phát triển, nên vườn sầu riêng của anh chị luôn phát triển đạt yêu cầu. Cùng với tốc độ phát triển của sầu riêng, gia đình đã cắt bỏ dần cây cà phê và các loại cây khác có ảnh hưởng đến sự phát triển của cây sầu riêng. Trước mắt thì chị trồng ở ngã tư K. Ngã tư K là 3 năm. Thì nói chung sầu riêng là nói chung nó vươn canh đô, nó lớn dần thì chị phải cắt K. Năm nay là chỉ có thu sầu riêng là sang năm thứ 3. Năm 2020, từ 300 cây sầu riêng đã cho gia đình ánh sáng chị Thảo 14 tấn quả. Năm nay mỗi cây sẽ cho trung bình từ 1 đến 2 tạ quả. Qua đó trong niên vụ thu hoạch năm thứ 3 này, dự kiến gia đình sẽ bán trên 30 tấn quả ra thị trường từ mô hình. Hai vợ chồng ánh sáng có đột phá mới, tức là mua giống sầu riêng của Thái về là trồng giữa ngã tư. Sau 3 năm thì vợ chồng anh Thảo Thắng đã chặt hết ca và để lại vườn sầu riêng. Xén giữa vườn sầu riêng là gồm như nhạn, mảng câu. Thì như chúng ta thấy rồi thì vườn này năm nay là thu chính năm thứ 2. Thì sản lượng đạt cỡ là 30 tấn. Thì với giá như hiện nay thì gia đình anh chị là cũng đã có bước phát triển mới trong nông nghiệp. Thì đây là mô hình để bà con thôn Nam Trung cũng như xã Thiếu Bô chúng tôi là học hỏi. Hiện nay sầu riêng đang vào giai đoạn tỉa và dưỡng trái, nên cứ chu kỳ 10 ngày một lần, anh chị tiến hành bón phân theo hàm lượng và số lượng phù hợp để cho những trái đều đẹp, cơm ngon. Bên cạnh nguồn thu từ trồng sầu riêng, gia đình ánh sáng chị Thảo luôn có thu nhập đều mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng từ các loại cây ăn trái khác. Nguồn thu này đáp ứng đủ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Hiện nay, trên diện tích 1,8 hectare đất rẫy, ngoài 300 cây sầu riêng, gia đình anh chị có nhiều loại cây ăn trái khác như cam sành, cam ruột đỏ, bơ, nhãn, mắc ca, na. Chị cho biết thêm, nhờ chăm sóc tỉ mỉ nên các loại cây ăn trái gia đình chị vừa đa dạng, cho quả ngon nên rất thuận lợi trong việc bán ra thị trường. Khâu đầu ra cho nông sản cũng rất thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư phát triển bền vững đa cây trồng là lựa chọn hướng kinh tế mới của nhiều hộ nông dân xã Tân Lập. Trên cùng một diện tích, các loại cây như cà phê, tiêu, sầu riêng đều được chăm sóc cẩn thận, sẽ cho năng suất cũng như giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Với diện tích hơn 1 hectare đất nông nghiệp, anh Phan Đình Quang, trú tại thôn 2 xã Tân Lập đã tận dụng triệt để nguồn tài nguyên để đầu tư cây công nghiệp và cây ăn trái để phát triển kinh tế gia đình. Anh Quang cho biết, toàn bộ 1.100 cây cà phê của gia đình đều được trồng giống thuần chủng TR9. Anh cho biết, ưu điểm của TR9 chống hạn tốt, chống sâu bệnh, cảnh khỏe, trái chắc và cà chín muộn sẽ tránh thu hoạch vào mùa mưa. Với 1.100 cây cà phê cho thu hoạch ổn định mỗi năm, hơn 2 tấn. Cùng với đó, gia đình anh Quang còn trồng 380 gốc tiêu, cho năng suất gần 2 tấn trên một năm. Ngoài trồng cây công nghiệp là tiêu và cà phê, anh Quang còn đầu tư chăm sóc hơn 100 cây sầu riêng, đô na, xen với cà phê và tiêu. Anh Quang cho biết, nhờ trồng xen nên khi bón phân, tất cả các loại cây đều tận dụng được nguồn phân bón. Nói chung, làm người nông dân thì trồng xen, đa canh, sầu riêng có, tiêu có, ca có, mỗi loại là thu mỗi ít. Còn phần đá là năm nay, hẳn mấy năm nay là người dân là chủ động là chăm sóc cây sầu riêng. Vì trong lúc cây sầu riêng đang còn là được giá, là cho kinh tế cho từng hộ gia đình, cho người dân. Thì tôi thì nói chung là số lượng của tôi thì cũng đang còn ít, nhưng mà lượng cây thì cũng nhiều. Nhưng mà tôi mới trồng chăm sóc mới 2 năm, 3 năm nay thôi. Chúng ước lượng sản phẩm của tôi thì năm nay tôi ước tính thu năm tầm cỡ độ khoảng 10 tấn sầu riêng. Để có được vườn sầu riêng xanh tốt cho năng suất cao, qua từng năm,
anh Quang rất chú trọng khâu kỹ thuật chăm sóc. Ngay từ khi cây còn nhỏ, sẽ lựa chọn để lại những cành khỏe nhất, bón phân phù hợp, hay đến khi thụ phấn cho hoa, tỉa trái để cây đạt năng suất cao nhất. Thì đánh giá rất cao đối với cái hộ gia đình là Phan Đình Quang là có một cái mô hình là đa cánh đa cây, đan xen giữa sầu riêng, bơ, tiêu. À, đặc biệt là gia đình chú trọng chăm sóc cây sầu riêng là một cái cây gọi là tiềm năng. À, người dân là đã phát triển kinh tế rất là giỏi để cho những cái hộ gia đình khác nhìn theo đó để học tập làm kinh tế, để cho người nông dân có thể một ngày một đi lên, kinh tế của xã nhà là ngày một phát triển. Với việc chăm sóc đa cây trồng, lựa chọn phương pháp chăm sóc, bón phân hợp lý đã cho gia đình anh Quang nguồn thu nhập khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Cơ Đông Bắc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.